Xuân Hiếu xin được kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình truyền hình Ra Khơi. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và hãng phim Cửu Long phối hợp thực hiện. Thưa quý khán giả và bà con, mục tiêu xây dựng nông thôn mới không phải chỉ là điện, đường, trường, trạm là cơ sở hạ tầng, mà cái chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Mọi việc làm đều phải hướng vào mục tiêu này, trong đó nông dân phải là chủ thể. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm, điều này thể hiện rất rõ từ khâu làm quy hoạch cho đến quyết định đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Chương trình Ra Khơi hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Quý khán giả và bà con thân mến, mục đích xây dựng nông thôn mới là phải làm cho đời sống kinh tế của người dân giàu có hơn, đời sống văn hóa lành mạnh và giữ gìn bản sắc dân tộc. Muốn làm được điều này, trước tiên thu nhập của người dân phải tăng lên. Một thực trạng hiện nay là khoảng cách thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn quá xa. 85% hộ nghèo của cả nước sống ở nông thôn. Vì thế nhất định phải tăng được thu nhập cho nông dân, nâng cao đời sống vật chất của nông dân. Qua thực tế, hiện nay trong 11 xã điểm đã có 5 xã đạt tiêu chí này. Muốn tăng thu nhập thì phải giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, vì nước ta hiện nay bình quân một hộ sản xuất nông nghiệp chỉ có 0,61 hectare đất sản xuất. Năm 2011, nước ta còn 11 triệu hộ lao động nông thôn, 51,9% lao động nông nghiệp. Đến năm 2020, dự kiến cứ 3 người làm nông nghiệp phải rút đi chỉ còn 1 người, 2 người kia phải chuyển đổi ngành nghề khác. Muốn chuyển đổi ngành nghề thì phải đào tạo nghề để làm phi nông nghiệp. Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, thu nhập được xem là một trong những tiêu chí khó hoàn thành nhất trong xây dựng nông thôn mới. Giải quyết vấn đề này là bài toán đầy thử thách, khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, dù khó nhưng vẫn phải làm, bởi đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới, nằm trong nỗ lực hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần rất lớn trong việc cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Không chỉ các yếu tố điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được hoàn thành, đời sống bà con tại nhiều vùng nông thôn cũng được cải thiện đáng kể. Thu nhập là một trong những yếu tố đánh giá sự đổi thay trong đời sống của người dân. Theo quy định, thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới phải cao gấp 1,4 lần so với mức thu nhập bình quân chung của tỉnh. Trên dưới 2 năm thực hiện cái mô hình thí điểm về vấn đề xây dựng nông thôn mới, thì vấn đề thu nhập và đời sống của bà con á, là nhân dân ở khu vực nông thôn cũng có sự chuyển biến rất là rõ rệt. Cụ thể như về vấn đề thu nhập, cái tiêu chí số 10, thì đến nay á, các 6 xã xây dựng nông thôn mới cũng đã được nâng cao hơn á, từ 1,3 đến 1,54 lần so với lúc khởi điểm mới xây dựng cái đề án. Kinh tế phát triển, thu nhập của người lao động được nâng lên. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, một số ngành nghề nông thôn truyền thống được phục hồi và hoạt động trở lại, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Ngoài ra, nhiều ngành nghề mới xuất hiện phù hợp với tình hình sản xuất, nên cũng thêm cơ hội cho người dân nâng cao thu nhập cho gia đình. Cũng là cái tiêu chí thu nhập tại đây trong ban chấp hành hội chúng tôi xác nhận cái tiêu chí này rất là khó. Thì ngay từ đầu thì xác định là ở địa phương vậy rồi được sự chủ đạo của trên thì cho xây dựng cái cánh đồng mẫu lớn cũng được là 850 hectare. Từ chỗ đó thì để thu nhập cho cao hơn thì phải đưa cái tiến dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để cho bà con làm có tăng cao cái sản xuất để đạt cái tiêu chí chung. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện tại nhiều địa phương, thu nhập vẫn là một trong những tiêu chí khó hoàn thành nhất trong xây dựng nông thôn mới. Giải quyết vấn đề này là bài toán đầy thử thách, khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhiều nơi, sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, các ngành nghề truyền thống bị mai một và không thể sản xuất, người dân buộc phải di dân đến các vùng khác tìm kiếm việc làm hoặc tìm những ngành nghề phi nông nghiệp khác. Vì thế, mục tiêu thu nhập gấp 1,4 lần so với mức bình quân chung của tỉnh là khó xác định và tính đồng nhất chưa cao. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia nông nghiệp, mục tiêu này so với mức bình quân chung của tỉnh chỉ mang giá trị tương đối, thay đổi theo từng năm, dẫn tới các nhóm có mức thu nhập ban đầu thấp sẽ không có cơ hội vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân và cán bộ cơ sở không hình dung ra mức cụ thể phải phấn đấu là bao nhiêu. Do đó sẽ gây khó khăn trong việc bàn bạc xây dựng kế hoạch phát triển. Mà
Mặt khác, nếu tính chuẩn thu nhập theo phương pháp tương đối, cả nước sẽ có rất nhiều mốc đạt tiêu chí về thu nhập khác nhau. Sẽ xảy ra tình trạng một số tỉnh cùng đạt nông thôn mới, nhưng thu nhập có thể chênh lệch nhau tới 2-3 lần. Điều này cũng dẫn tới không xác định được mặt bằng chung để đánh giá thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước để có giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh chính sách đầu tư hỗ trợ phù hợp. Về vấn đề thu nhập và đời sống của bà con nông dân trong thời gian qua có tăng lên rất là rõ rệt. Tuy nhiên, trước cái tình hình là khó khăn về mặt kinh tế, cái chỉ số CPI hiện nay là nó cũng còn rất là cao, cho nên là cái tính ổn định chưa rõ. Cái thứ hai nữa là có nhiều hộ trong cái thời gian qua đã phấn đấu là vươn lên vượt nghèo trên 12 triệu đồng một người trong năm. Tuy nhiên, nguy cơ tái nghèo vẫn có thể xảy ra trên địa bàn của các xã xây dựng nông thôn mới. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình thực hiện, chúng ta có nhiều cái mô hình sản xuất tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, cái việc tổ chức nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố còn chậm. Việc tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân cũng còn có nhiều cái khó khăn. Trước thực tế này, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành việc xem xét điều chỉnh lại tiêu chí thu nhập đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, mục tiêu mới đặt ra sẽ là thu nhập bình quân 22 triệu đồng một người một năm. Để đạt được điều này, giải pháp mà các xã điểm xây dựng nông thôn mới đưa ra là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, sử dụng đất, khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi theo quy mô vừa và nhỏ, khuyến khích người dân tham gia học nghề nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động, xúc tiến giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn vào các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm hao hụt sau thu hoạch cũng được các xã đặc biệt quan tâm. Chưa thấy cái thu nhập thì bước đầu thì nó hơi khó, nhưng mà qua cái vận động thì mình thấy có thể là sau này có thể là mình phát triển lên được. Thì mình phải có cải tiến những cái là đại để là nước, điện, rồi làm sao cho giao thông nó gọn gàng thì dân mới có là cái điều kiện để mà làm lên. Xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng mà cả nước đang ra sức thực hiện. Mọi người, mọi nhà cũng đang nỗ lực hết mình để góp phần đưa xã nhà ngày càng đi lên. Tuy nhiên, để mục tiêu này sớm về đích, ngoài sự cố gắng của người dân, chính quyền địa phương, thì các ngành chức năng cũng cần sâu sát tìm hiểu để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và từng giai đoạn khác nhau. Sao tôi biết được? Anh ba tới rồi kìa. Chú Tư. Anh ba, anh mới lên hả? Trời thiếp. Đi mà kẹt xe quá. Anh ba lên chơi tụi em mừng lắm luôn á. Anh ba uống nước vậy anh ba. Anh, ba má dưới khỏe không? Rồi còn chuyện làm ăn sao rồi? Em nghe nói là anh mới bán đàn heo á. Lời lắm luôn đúng không? Rồi còn mấy hecta lúa nữa. Chà, dạo này á là anh ba kiếm một mớ cũng khá lắm rồi nha. Anh ba dạo này sắm khá ghê hen. Ở dưới quê cứ trồng cây này cây kia rồi đồng ra đồng vô. Rồi con cái cũng lớn hết trơn rồi, đâu phải lo gì nữa đâu hen. Thôi bây giờ được chưa? Trời đất ơi, tôi nó nhắn tôi gấp lên đây là tôi biết có chuyện rồi. Dạ, mà bây giờ chuyện gì? Gì đâu mà nào giờ tôi đâu có nghe chú thím hỏi han ba chuyện mần ăn mần ruộng gì của tôi đâu. Sao bữa nay tự nhiên hết giờ rồi tới chồng dồn dập, bây giờ sao? Chuyện gì nói tôi nghe coi, chuyện gì? Em nói đi. Anh nói đi, anh làm chủ anh nói đi. Trời, thôi bây giờ đỡ mất thời gian, bây giờ chú nói. Nói đi, rồi chuyện gì nói đi. Sao chuyện gì? Thú thiệt với anh ba là tụi em á có chuyện muốn hỏi anh. Cho nên là mới mời anh lên gấp vậy đó. Ừ thì thôi bây giờ ha. Bây giờ trước bình tĩnh. Có gì nói, rồi có gì thì mình giải quyết ha, rồi. Em đọc báo á, em thấy dưới nông thôn á, bây giờ á, đời sống á, bà con khấm khá lắm đúng không anh? Rồi nhiều người á, nhờ làm nông á, mà giàu lên. Bởi vậy á, là tụi em á, định á, mua một số hàng đem về quê mình bán. Anh ba thấy sao? Đem hàng về quê mình bán hả? Đúng đó anh ba. Tụi em là dân buôn bán mà anh cũng biết đó, nhưng mà dạo này trên đây buôn bán không có được. Cho nên là vợ chồng em định gom tiền á, đem mua hàng về quê bán á. Mà bán mấy cái loại hàng thiết yếu anh. Nhưng mà chủ yếu là bán cái gì? Chắc là tụi em sẽ bán nước suối hay là rượu ngoại á. Anh thấy sao anh? Trời đất ơi, tôi tưởng chú thím đem cái gì về bán.
Tôi nói bây giờ bà con của mình nghe ở dưới người ta quen xài là nước giếng nè, người ta quen xài nước mưa rồi nè, rồi bây giờ cũng đã có nước máy rồi, bây giờ chú thím nghĩ làm sao mà đem ra rủ ngoại về dưới, không có được. Rồi à, cái vụ rủ ngoại nó không được đâu. Tôi nói rồi, bà con mình nó mấy ổng ở dưới là quen nào là rủ đế nè, rủ gạo nè, rồi sang hơn chút xíu nữa rồi rủ chuối hột ở miền Tây mình, còn ba cái rủ ngoại không có được đâu. Tôi nói không được. Vậy thôi, không ấy em đem kem dưỡng da hay là bánh kẹo ngoại được không anh? Đúng rồi đó anh. Em thấy dưới quê mình đó hả, mấy dì mấy cô cứ gian nắng nhận mưa làm ruộng vậy đó, thì chắc là da đang sạm hết, bây giờ mình cứ xài kem dưỡng da là thế nào cũng chịu. Tôi nói thím nghe nè, bây giờ đó cái chuyện đó là cái nãy khó, bây giờ cái chuyện này còn khó hơn nè. À, nhắc cái chuyện này mới nhớ, hồi đầu năm á là thím cho chị thím cái hộp gì tròn tròn đó, kem dưỡng da đó, thì là kem dưỡng da ha. Rồi bây giờ bà sức có một lần một thôi, bà nói rít quá chị không có được, làm sao mà xài được. Tôi nói không có xài được đâu, không có được đâu. Vậy ta không ấy em đem bánh kẹo ngoại nha, chắc thấy mấy thứ lạ lạ này con nít dưới quê mình nó thích lắm đó anh. Thì tôi nói chung là bây giờ bánh kẹo là con nít nó thích rồi, nhưng mà tôi nói chú nghe, tôi nói thím nghe nè, bây giờ bà con mình với cha mẹ nó tiền đâu mà cho nó, mà nó đi mua ba cái bánh ngoại với mà kẹo ngoại mà ăn, tôi nói cũng không được luôn. Cái gì anh ba cũng không được hết á. Thì không được, tôi nói không được. À, hay là xe máy thì sao? Trời ơi, đừng có nói chú thím mà đem xe máy về dưới quê mình bán rồi nha. Đúng rồi. Ơi, không có được chú thím ơi. Sao dám? Chú thím nhẩm thử coi, bây giờ một chiếc xe máy cũng cỡ một cặp bò rồi nha. Rồi chưa kể xăng mỗi ngày lên giá nữa, làm sao bà con mình có tiền mà đổ xăng mà đi. Mà chú thím cũng thấy ở dưới quê đi đồng là chủ yếu, xe máy lâu lâu mới đi. Cho nên là thôi, tôi thấy khó lắm. Vậy mà sao em nghe nói là đời sống dân mình bây giờ khấm khá lắm, xuất khẩu mấy năm nay thì tăng cao, trang trại thì phát triển. Rồi nói chung là đời sống phát triển dữ lắm mà anh. Thì nói chung cũng đúng, nông dân mình cũng đỡ hơn rồi. Thì cũng nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, từ đường xá nè, cơ sở vật chất nè, ngay cả xuất khẩu nông nghiệp mình cũng được cải thiện nhiều rồi. Nhưng mà chú thiếp ơi, cải thiện thì được một phần thôi, thu nhập bà con mình cũng còn thấp lắm, cho nên là rất là khó khăn. Mà nói cái chuyện nha, từ nuôi trồng nè, đụng một trận dịch một cái rồi là coi như là thua trắng. Nhiều bà con mình chú biết hả, lỗ cả trăm triệu chứ không có ít đâu. Trời, vậy mà em đọc báo thấy hả, có mấy ông nông dân bán đất thu về tiền tỷ không đó anh? Đúng, nhưng mà có mấy người đâu thím. Vậy là xong kế hoạch làm ăn rồi. Cũng may đó, may là có anh ba lên đây góp ý cho mình á, chứ nếu không á, đợt này á là tụi em lỗ vốn chắc luôn. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, lâu lâu á anh mới lên chơi với tụi em. Thì á tụi em mời anh một bữa, rồi anh em mình lai ra vài ly. Anh ba thấy sao? Thì cũng được, nhưng mà uống cái gì? Rượu đế. Vậy được á. Thôi mấy anh ba ngồi đây, em vô làm vài món Sài Gòn cho anh ba thưởng thức hen. Thì cũng lâu rồi không có thưởng món nghề. Thôi bây giờ làm lại nghe anh em tôi chờ. Quý khán giả và bà con thân mến, xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí là một quá trình dài, cần sự chung tay góp sức của các ban ngành, nhiều địa phương và chủ thể chính là người nông dân. Tuy còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình này, nhưng đến nay hầu như bộ mặt nông thôn Việt Nam đều có những thay đổi rõ nét. Đây cũng chính là những dự báo đầy khả quan cho quá trình xây dựng nông thôn mới trong tương lai. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã không còn nữa. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Xuân Hiếu chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mong quý vị vui lòng gửi về địa chỉ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hãng phim Cửu Long, số 134/42, đường Thành Thái, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 083 8623 428. Thân ái chào tạm biệt quý vị.